shopzombiefreefire.com, shop bán nhạc Liên Quân Free Fire giá rẻ, tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương, nạp thẻ không chiết khấu tặng 30% giá trị thẻ nạp. Vòng quay kim cương quay lịch trúng, hòm kim cương 20k, 98% các bạn sẽ quay trúng kim cương. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với shopzombiefreefire.com. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hi và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Zombie Superman anh em ơi. Và hôm nay sau một cái thời gian nghỉ Tết, nghỉ dịch, nghỉ tùm lum tà la thì cuối cùng chúng ta đã đi học trở lại. Và hôm nay chính thức mình sẽ quay trở lại và comeback Free Fire cho anh em nha. Để chào mừng ngày trở lại của mình thì mình sẽ tặng kim cương cho ba bạn may mắn nhất, comment nhanh nhất và có số like comment nhiều nhất. Và clip sau mình sẽ tặng kim cương cho các bạn nha. Hãy nhanh tay nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn comment cho mình biết nha anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Free Fire và bao nhiêu sương sương một trận comeback thôi. Ây da, chào mừng tất cả các huynh đệ đã đến với chiến bài của năm mới nha. Thì năm mới đã bắt đầu qua tới tháng 3 bà nó rồi. Thì mình bây giờ mới lên được chiến máy bay. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống cho thành phố đi. Hãy xuống thành phố chúc Tết, đến thăm từng nhà, đến thăm từng người luôn. Đó, trong cái mùa dịch bệnh vậy thì chúng ta phải đến thăm từng nhà và đến thăm từng người nha anh em. Quá trời luôn, quá trời quá đất luôn. Qua wow, thằng nô lệ tình của mình năm nay lại thêm một tuổi rồi, ăn cho mập thay, bây giờ bay không nổi anh em ơi. Đó, trời, chim cánh cụt biết bay là tôi nói nó chất chơi người dơi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bắn chim cho anh em xem nha. Rồi, cái bộ đồ năm trước bận qua tới năm nay luôn. Đây. Chim đâu? Đây. Ơi, chim có một con anh em ơi. Ấy. Hai con luôn. Ui, trời ngon thế nhờ. Lút đầu thôi. Anh em đã có thẻ du cực của mùa mới chưa? Mình đã lấy tiền lì xì của mình á, mình đi mua thẻ du cực mùa mới rồi. Mẹ mình quýnh mình quá trời quá đất luôn. Trời ơi, tiền lì xì của mình á, năm nay thầy lì xì cho mình được 200k luôn anh em. Mình nạp vô cái mình mua thẻ vô cực luôn rồi. Nhưng mà mình mới có mười mấy thẻ, ô lộn năm mấy thẻ à. Mình chưa có cài, anh em cài chưa? Rồi, nào nó sơn con cắn hổ mang lên luôn nè anh em ơi. Nào vậy? Ồ, đây. Ôi, ủa xong chết. Ê, ra đây mấy gái ơi, ra đây. Trời ơi, năm nay mình bắn gạo quá anh em ơi. Cộng mong là nửa năm sau mình sẽ gà hơn, ô lộn rồ hơn. Ủa, cái thằng dưới kia kìa anh em thấy không? Nó đang ở trong cái nhà màu hồng kìa. Nó định làm anh hùng mạnh mẽ nên nó đưa vô cái nhà màu hồng, nó đứng ở trống rồi. Để mình coi mình bắn xiên trứng cút của nó được không. Nó đang đứng ở trong cái cửa sổ này anh em. Nè. Cứ nào bắn mình vậy. Ôi trời. Đây, đừng anh ơi. Còn gì từ từ nói anh ơi. Năm mới Tết đến chúc anh nhiều sức khỏe nha. Trời ơi, mình bắn thằng kia. Thằng quỷ trên đồi này nó lấy bế tết nó bắn mình anh em. Hên á. Hư nhá. Hết hồi máu nhá. Hết hồi máu anh em ơi, đi kiếm hồi máu mới được. Toàn rồi. Thì mình sẽ lấy cây súng thục này luôn. Cây súng thục này hồi Tết mình có bắn rồi mà bây giờ á bắn hết được rồi. Cây này nó không có one shot như mấy cái cây kia được, nhưng mà nó phải bắn bùm. Từ từ nha, mình đi kiếm bình máu anh em ơi. Căng thẳng dữ rồi nha. Chơi với vết ớt đạn tử thần thì anh em nên cẩn thận. Ủa, cái thằng nhóc này nó xuống. Ê, trời ơi, không có máu mà. Nó xuống rồi anh em ơi, cái thằng ốc cam nè anh em. Nó cầm vết ớt kìa. Ơi, nó chạy qua bên này rồi nè. Nó chạy qua bên vách tường rồi kìa. Ê, nó đứng kìa. Ê, mày ngon mày ra đây. Tôi đập vô mỏ mày nè con. Ra đây. Ngon mày ra đây. Này, hồi máu anh em ơi. Mình sẽ kéo bể đầu nó cho anh em coi nha. Trời ơi, nó chạy rồi, hết máu rồi. Đâu có giao tranh với nó được đâu anh em. Ở trên kia nó bắn nữa kìa. Ui shit. Chạy đi. Mày chạy đi. Tao cũng chạy luôn. Tao hết máu rồi. Ôi. Thằng này nhây ta. Hư nhá. Mình chạy anh em ơi. Bây giờ đi kiếm bình máu mới được. Cái gì đây? Căng thẳng quá. Mình chạy vòng cái khu này luôn mà mình không có thấy cái bình máu nữa trơn anh em ơi. Có khi nào là nó muốn cho mình chết không ta? Trời ơi, nãy giờ không thấy bình máu nào trơn á, toàn là mấy cái đồ gì đâu không à. Ê, mình nghe tiếng bước chân anh em ơi. À, nó đang kìa, nó kìa. Bước ra, bể đầu như con. Mày chiêu đùa anh đấy sao? Tăng. Trời ơi, đâu, bình máu đâu bình. Ui trời ơi, thằng này nó cũng không có bình máu anh em. Trời ơi, không có bình máu mà bày đặt theo đuổi con ta. Làm như là mình giàu lắm gì.
ơi, có người anh em ơi, có người. Lên đây anh. Lên đây. Lên đây. Ui, hết đạn. Chạy đi. Chạy đâu anh ơi? Bình máu nè. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe của chúng ta nên phải tích cực quay tài thì vận may sẽ tới đến nô tệ Lệ Tình ơi. Nô Lệ Tình lắc đầu luôn anh em. Chất chơi là phải lượm được bình máu như vậy nè. Đó, một anh shipper rất là may mắn đã gặp được cái thằng Nô Lệ Tình. Đó, nó gạt giò, anh té gãy cổ ngay bên cửa sổ. Rồi, đây bình máu rồi, quan trọng là bình máu thôi. Ê, chào cậu, cậu khỏe không? Không khỏe hả? Không khỏe đập cho cậu khỏe nè. Lâm đồ. Tự nhiên đang đứng tương tư nhìn về em nào vậy không biết nữa. Đây, để coi anh này có gì không. Đây, lấy bơm keo, đó, hồi máu luôn. Ui, chơi game mà đứng tương tư nhắn tin với em nào rồi. Xin lỗi bạn, nhưng đây là cuộc chiến sinh tồn. Đó, nên bạn chơi đi cho tôi lượm đồ. Hôm nay chúng ta sẽ test thật là nhiều loại súng lên nha anh em. Coi súng nào ngon chúng ta sẽ lấy. Ok, một em gái rất là dễ thương, cute, vua mây que. Sao bắn hụt hết trơn vậy? AK gì kỳ cục vậy? Bây giờ mình sẽ dùng chiến thuật là móc từ sau đít cho cái con nhỏ đó nó hết hồn nha anh em. Có cái radar nữa kìa. Là nó đang ở trong nhà nè anh em ơi. Anh em ơi. Trời ơi. Bơm em ơi, bơm. Bơm. Chút nữa là tự chọn bơm tự chết. Đây có chiếc bơm keo nè. Hay Nô Lệ Tình hết tự chọn bơm cơ. Mày chạy không kịp là mày nằm một đống luôn rồi con. Rồi, để coi mình hồi máu cái em gái nó làm gì mình nha. Để coi nó làm gì mình. Làm gì anh làm đi em ơi. Sao anh em rê vậy? Chạy hả? Mày chạy hả mày? Chạy hả mày? Chạy đâu em ơi? Tình nghĩa anh em với trái bình lâu. Trong này không có phân biệt giới tính, độ tuổi, màu da hay sắc tộc. Nên chúng ta thấy nhau là cứ bắn nhau đi em. Đó là bình đẳng trong game. Đó. Nếu em có gạt team up thì anh sẵn sàng bắn bể đầu em. Mình không chơi team up đâu anh em ơi. Mình bị lừa nhiều rồi. Ok anh em, gặp nhau là do duyên phận và xa nhau cũng do hai từ duyên phận. Cô Ngân và Gao Bạc không biết sẽ như thế nào đây anh em. Anh em có hóng vụ đó không? Mà cầu mong là hai người đó đừng có xa nhau nha. Free Fire chúng ta sẽ mất một cặp yêu nhau rất là dễ thương, cute, for my way luôn anh em. Mong là hai người sẽ sớm trở lại bình thường. Còn mình bây giờ đi lượm bơm keo đây anh em ơi. Hóng hồi nó bắn chết ngắt luôn á. Đây có bốn chiếc bơm keo nè. Alo, có ai đây không? Alo, tôi lượm bơm keo nha. Từ từ hãy bắn nha anh em ơi. Rồi, bắn đi. Rồi, lượm được cái giáp nữa, lượm được cái này luôn. Ok. Rồi, thằng nào muốn bắn thì bắn đi. Có bắn thì bắn trúng chảo thôi nha. Bắn trúng tao là tao mát mẹ tao á. Tao nghỉ chơi luôn á. Để lên cao coi có ai ở khu vực này không ta. Khu vực này là tụi nó thường đi qua chỗ này lắm anh em. Ở trên mình canh xuống thì sẽ... Ê, mình mới thấy con cá nè ba em ơi. Mùa này mà có cá rồi kìa. Trời, con cá bự quá, cá mập anh em ơi. Cá mập biển sâu. Bơi hả mày? Mày đừng có bắn mà mày bơi hả mày? Chua mày lặn luôn. Baby shark du. Baby shark du. Baby shark. Bắn cho mày lật gỗng luôn. Tiếp tục bây giờ mình sẽ lên trên cao này để canh xuống anh em ơi. Mình không đi đâu xa đâu. Mình đứng nghe thành phố rồi hồi tụi ở dưới quê nó cũng lên thôi. Mình sẽ đi đảo vòng quanh thế giới chỗ này đi anh em ơi. Ngày mai chơi game chắc anh trở thành Ronaldo. Em đưa cho anh AK, em kêu anh đi ra đi vô. Mày chạy. Mày thục tao hả? Mày là ai mà mày thục tao? Mày có sừng hả? Tao có hai cái gần nằn này. Mày có tin là tao cạp đít mày không đó hả? Rồi anh em ơi, có cây M8 hay bơi nè anh em. Ok, lấy M8 hay bơi chức luôn anh em ơi. Đù, mình chất chơi luôn. Nhất nát. Có cây này là nhất nát. Later. Rồi sau 3 tuần lựa súng thì cuối cùng bây giờ mình đã cầm được cây súng đúng chất rồi anh em ơi. Có vào tranh. Có vào tranh anh em à. Dùng bơm keo đi con trai của ta. Chạy đi. Nó chạy vô nhà thiệt kìa. Ui sao hụt không vậy anh em? Đâu rồi, ra đây con trai. Ui thằng này trâu vậy. Sao bắn gì mà không hứng gì hết trơn vậy? Lũ đầu ra đây em trai ơi. Ok, gửi anh một cái link. Hôm nay anh sống chết với thằng em luôn. Rồi, bây giờ tao sẽ đợi bo thu. Để coi tụi mày chạy ở đâu. Mày định nhảy xuống ư? Nhảy đi con.
Chết rồi, còn thằng nữa, ôi tao bắn lộn như chiếc xe hả anh em ơi. Đây 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 đây, sống chết với mày đêm nay luôn. Chạy 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 nè, chạy nè, chạy nè. Chạy nè, chạy đi em ơi. Kêu kìa, kêu kìa. Rồi ok luôn, hai đứa quýnh nhau xong cuối cùng ở trên mình bắn gãy cổ hết. Hả? À, lang thang trên cổng trời, địch đang ở đâu đây? Ok em yêu yên tâm vì em là quả dâu tây. Rồi bây giờ trên map của chúng ta chỉ còn có 4 người và mình là người thứ 5 anh em ơi. Và không biết tụi nó đang đây đang ít. Ui bro anh em ơi, bro laser anh em ơi, lú đu anh ơi. Rồi xong kẹt đạn luôn, rồi nó núp vô gốc cây luôn, làm ẩn thân chi thực luôn. Chắc này là dân chơi của làng lá rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn viên đạn. Dựng mâm keo không dựng đi quật chảo. Rồi nó chạy anh em ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ có một cái chiến thuật là mình sẽ đi qua cái đường này. Đó, mình sẽ bơi qua sông. Ok anh em, bây giờ mình đang có mặt bên bờ bên kia rồi anh em ơi. Mình đã được an toàn rồi. Yeah, mình đã được an toàn rồi. Đó, mình đã bơi một vòng thế giới luôn. Rồi, cuối cùng bây giờ là vẫn còn 5 thằng luôn. Bây giờ mình sẽ cài đặt máy bay không người lái để đi đánh bom liều chết với mấy thằng còn lại nha anh em. Còn 3 thằng nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi đây một xíu. Ủa, sao trên trời này không có thằng nào tụi nó hiền dữ ta. Trời, bây giờ nhìn lại mới biết kìa anh em, cái bo kìa. Có phải anh đang chiều đùa em đúng không? Giờ phải bơi qua lại lần nữa anh em ơi. Chết cha rồi, cái thằng nãy mình kiếm chuyện ở trên kia kìa. Kìa, đó kìa, đó kìa. Đó kìa, nó núp sau cục đá kìa. Rồi toàn rồi, bây giờ sao mình về bên kia được đây? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bắn mình kìa, bắn mình kìa. Ngon mà ra đây mày. Mình đừng nghĩ mình núp trong cục đá. Nhưng mà anh em yên tâm đi, còn à, còn ba người đúng không? Nó với hai thằng kia nữa. Hai thằng kia sẽ lo hậu sự cho nó, anh em cứ yên tâm. Mình sẽ về được thôi. Nó dựng cái gì đen đen đó vậy ta? À, nó dựng bơm keo. Bắn cho banh cái bơm keo của mày luôn nè con. Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về. Hết luôn, hết đạn luôn rồi. Bây giờ chỉ cầu mong là thằng nào khử thằng đó mình mới về được thôi anh em. Bo đang thu nữa, bo này khá là đau luôn á. Còn bị kẹt cái sông này nữa. Ê, nó kìa.